Shop Hoàng Huấn xin kính chào quý khách. Shop Hoàng Huấn chuyên cung cấp đồ Nhật bãi, những đồ thanh lý siêu thị từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Các bác xem video thì nhớ để lại cho mình một like, một nút đăng ký kênh ủng hộ bên em. Bên em sẽ cố gắng mang đến các bác nhiều sản phẩm hấp dẫn hơn, nhiều sản phẩm có giá trị thực tiễn hơn đến đời sống của các bác. Sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu cho các bác đó là con rìu sói của Mỹ nha. Con này rìu sinh tồn này cực kỳ chất luôn các bác ơi. Con này thì lưỡi của nó được tích hợp thép siêu bền này nha, thép siêu bền không chỉ nha các bác ơi, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Con này nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ đây, các bác quan sát đây, made in USA đây, cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Con này thì đầu kia của nó thì được tích hợp thêm con búa nha, đầu búa đây, chống trượt đây, cực kỳ chất luôn. Còn còn phải về phần chuôi thì đây, phần chuôi thì cực kỳ ngon luôn, hàng siêu đẹp luôn các bác ơi. Đây là con rìu lắp ráp nha các bác, nhiều khúc nha. Đây là đầu đánh lửa của nó nha các bác. Đây, đầu đánh lửa của nó, đá đánh lửa cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Đá đánh lửa được tích hợp ở khúc cuối của chiếc rìu. Đây, khúc thứ hai của nó thì sẽ là một con dao các bác ơi. Con dao này thì siêu xịn luôn, siêu ngon luôn. Giấu trong thân siêu nhỏ gọn này. Các bác có thể chặt thái đầy đủ, có cả chỗ bật bia cho các bác đây. Cực kỳ chất luôn, các bác nào đi sinh tồn hoặc đi dã ngoại thì nên sở hữu em nó, thì rất nhiều chức năng luôn các bác ơi, cực kỳ xịn luôn. Con rìu này thì nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và bên em đang bán với giá là 420.000 bao ship cho các bác luôn, cực kỳ chất. Rìu sói nha các bác ơi, các bác lên trên mã sản phẩm rìu sói nha, vì đây phần lưỡi của nó có in con sói đây, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Rồi, lưỡi siêu sắc siêu bền, hàng này hàng bãi các bác ơi, cực kỳ chất luôn. 420.000 bao ship cho các bác luôn. Con rìu sói này đây, có chuôi đây, có dây cầm để đeo vào tay, sống trơn trượt, cực kỳ xịn luôn, hàng bao đẹp nha các bác ơi. 420.000 bao ship các bác luôn, rìu sói Mỹ. Các bác lên trên mã sản phẩm là rìu sói, 420.000. Tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác là con dao lọc thịt nha. Con dao lọc thịt này cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Con này hàng Nhật bãi nha, hàng Nhật bãi nên hàng xuất khẩu Nhật Bản các bác ơi. Đây, được đúc nguyên khối nha các bác, cực kỳ xịn luôn, được rèn nguyên khối đây. Con này thì siêu sắc rồi, nói về độ sắc thì không con nào địch lại được rồi. Đây, nó còn tích hợp thêm cả lỗ để xỏ ngón tay chống trơn trượt khi sử dụng, cực kỳ xịn luôn. Các bác quan sát đây, thép siêu dày nha các bác. Đây, dày khoảng 1.5 ly nha các bác ơi, thép dày 1.5 ly nha, cực kỳ chất, dao siêu sắc luôn các bác ơi. Bên em bán với giá là 250.000 bao ship luôn. Con dao lọc của Nhật đây, cực kỳ chất luôn, con dao lọc thịt nha các bác ơi. Lưỡi dao thì dài khoảng 17 phân, 15 phân, cực kỳ xịn luôn. Rồi, bóng loáng này các bác ơi. 250.000 bao ship con dao lọc này đây, con dao lọc thịt cực kỳ xịn luôn. Chuôi cầm thì có cả cái để đeo. Còn hàng mới thì em có cả bao da giả cho các bác luôn. Đây, bao giả da cho các bác đây. Cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Đây, cầm đi đâu không tránh trường hợp gây đứt tay hoặc rơi vãi lung tung, cực kỳ chất luôn. 250.000 bao ship con dao lọc này đây. Các bác lên cho em mã sản phẩm là con dao lọc, 250.000 bao ship, cực kỳ sắc luôn các bác ơi. Đây, em sẽ test khả năng cắt giấy của nó cho các bác xem nhé. Cực kỳ xịn luôn, cực kỳ sắc luôn các bác ơi. Đây là giấy chập đôi nha các bác. Đây, giấy chập đôi nha các bác ơi, cực kỳ sắc luôn các bác ơi, cực kỳ sắc luôn. Bên em bán với giá là 250.000 bao ship cho các bác luôn. Con dao lọc này đây, cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác con kìm cắt ống nước Phi 63 đổ về, cực kỳ xịn luôn các bác. Con này hàng Nhật Bản nha. Đây, made in Japan này các bác ơi, thương hiệu Kabushi Nhật Bản luôn các bác ơi, cực kỳ chất luôn các bác. Đây, cắt thì vô cùng hiệu quả thôi, vô cùng đơn giản. Đây, chỉ cần bóp vào thôi là lưỡi dao nó sẽ tự động vào và cắt. Đây, khi các bác muốn nhả ra thì đây, chỉ cần nhấc cái này ra nó lại trở về, cực kỳ xịn sò luôn nha các bác ơi. Con này cắt ống từ Phi 63 đổ về nha, Phi 63 đổ về. Bên em bán với giá là 250.000. Con này từ Nhật Bản nha các bác ơi, con này thương hiệu Nhật Bản, Kabushi Nhật Bản nha các bác ơi. Lưỡi cực kỳ sắc đây, các bác quan sát đây, lưỡi cực kỳ sắc đây, được mài rũa cực kỳ xịn sò luôn, hàng Nhật nên các bác cứ đảm yên tâm về chất lượng của nó. Thợ hàng Kabushi Nhật Bản các bác ơi, Phi 63 đổ về, cắt ống nhựa từ 63 đổ về. Bên em bán với giá là 250.000, 250.000 con kéo cắt ống nước này đây, cực kỳ xịn luôn.
cùng phân khúc với nó thì em xin giới thiệu các bác con kìm cắt ống nước phi 42 đổ về, nhỏ hơn con kia một chút, cũng đến từ thương hiệu Kabushi Nhật Bản nha các bác ơi. Kabushi Nhật Bản nha các bác ơi. Đây. Con này nhỏ gọn hơn, nhỏ gọn hơn. Cũng đến từ thương hiệu Kabushi Nhật Bản nha các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Con này cắt ống 42 đổ về nha các bác. Các bác nào tùy vào nhu cầu sử dụng thì các bác nào muốn sở hữu em nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Con này phi 42 đổ về là bên em bán với giá là 170.000. 170.000 kéo cắt ống nước phi 42 đổ về là loại nhỏ. Đến từ thương hiệu Kabushi Nhật Bản nha các bác ơi. 170.000 loại nhỏ và 250.000 là loại lớn nha các bác ơi. Tiếp theo cũng đến từ thương hiệu Kabushi, em muốn giới thiệu cho các bác là con kìm kéo cắt tôn nha, kéo cắt tôn của thương hiệu Kabushi các bác ơi. Đây, đều made in Japan luôn các bác ơi. Đây, kéo cắt tôn này thì cắt được mọi loại tôn nha. Các lưỡi thì đây, lưỡi thì dài khoảng một đốt tay các bác ơi. Đây, gần một ngón tay. Cực kỳ xịn sò luôn, cắt tôn thì ngọt như cắt giấy luôn các bác ơi. Bên em bán với giá là 200.000 kéo cắt tôn mini này, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đến từ thương hiệu Kabushi Nhật Bản nha. Kabushi Nhật Bản kéo cắt tôn, bên em bán với giá là 220.000. Thương hiệu Nhật Bản nên là đảm bảo với chất lượng cho các bác, 220.000. Còn kéo cắt tôn đấy, cực kỳ sắc luôn các bác ơi. Đấy, khóa vào thì vô cùng an toàn và hiệu quả. An toàn cho trẻ em luôn. 220.000 bao ship luôn các bác ơi. 220.000 bao ship con kéo cắt tôn này đây. Cực kỳ chất luôn, lưỡi sắc bén này. Cực kỳ bén luôn các bác ơi, lưỡi bóng loáng này. Cắt tôn như cắt giấy luôn các bác ơi. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác đó là đến từ đến từ Đức nha các bác ơi. Đây, made in Germany đây. Cực kỳ xịn sò luôn, con này là con kéo cắt thịt gà nha các bác ơi. Kéo cắt thịt gà cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây. Con này dài khoảng 2 lưỡi dài khoảng 2 ngón tay nha, 2 ngón tay em luôn các bác ơi. Kéo cắt gà này thì kéo cắt được những con gà khoảng từ 3-4 cân đổ về. Cắt xương được nha các bác, cắt cả xương luôn các bác ơi. Cực kỳ xịn sò. Bên em bán với giá là chỉ có 150.000 thôi, 150.000 bao ship luôn các bác ơi. 150.000 bao ship kéo gà Đức nha các bác. Các lên cho mã sản phẩm là kéo gà Đức 150.000 bao ship luôn các bác ơi. Lưỡi kéo thì cực kỳ sắc bén luôn. Làm thép siêu bền không dỉ nha các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Cực kỳ chất luôn các bác ơi. Cắt gà khoảng 3-4 cân đổ về thoải mái luôn. 150.000 bao ship luôn các bác ơi. Cũng là kéo luôn các bác ơi, nhưng mà đến từ thương hiệu Nhật Bản nha, của Nhật Bản các bác ơi. Con này thì dùng để cắt rau củ quả trong nhà bếp thôi. lưỡi kéo cực kỳ sắc luôn các bác ơi, cực kỳ chất luôn. Cực kỳ ngon luôn, hàng Nhật nha, thép Nhật luôn, các bác cứ yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Bên em bán với giá là kéo bếp bạc của Nhật 130.000. Các bác lên cho mã sản phẩm là kéo bếp bạc của Nhật 130.000. 130.000 sở hữu em kéo bếp bạc này cực kỳ chất luôn nha. Đấy, các bác quan sát này. Made in Japan này, cực kỳ xịn luôn. 130.000 thôi sở hữu em kéo bếp bạc này đây. Cắt rau củ quả trong nhà bếp nha các bác ơi. Cực kỳ xịn luôn. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bác cũng đến từ thương hiệu Nhật Bản nha, đến từ thương hiệu của Nhật Bản nha. Còn là con cưa lách, này thì lưỡi của nó dài khoảng 23 phân, 23 cm, cực kỳ xịn luôn. Bên em bán với giá chỉ có 130.000. Con này dùng để cưa các góc khuất nha, góc hẹp, nhỏ hẹp cần sự chính xác cao. Lưỡi thì cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Lưỡi làm hai tầng nên là cưa rất mượt nha, cưa rất mịn không bị kẹt nha. 130.000 thôi sở hữu em cưa này, cưa lách nha các bác lên mã sản phẩm là cưa lách nha. Cưa lách 130.000, cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, lưỡi cưa được làm hai tầng nha các bác. Lưỡi cưa làm hai tầng, cưa nhanh và không bị kẹt nha. Thép thì làm thép siêu bền rồi. Thép siêu bền của Nhật rồi. 130.000 thôi sở hữu em cưa lách này đây, cực kỳ chất luôn. Hàng nội địa Nhật nha các bác. 130.000 cưa lách. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác là con khóa đến từ nước Đức nha các bác. Khóa này thì cực kỳ chất rồi. Đây, thép chống cắt đây, thép siêu xịn chống cắt. Nó có cả vành chống cắt cho các bác luôn. Không cắt được luôn các bác, hàng xịn luôn. Đây, tặng kèm 4 chìa khóa. Rồi, khóa này không thể bị phá luôn các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Thép chống cắt này và có cả khung chống cắt luôn, cực kỳ xịn luôn. Con này được làm bằng hợp kim siêu bền nha. Con này nhập khẩu từ Đức nha. Đây, made in Germany đây, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Bên em bán với giá chỉ có 230.000 thôi. Con khóa Đức này đây, cực kỳ chất nha. Con này thì bảo vệ tài sản cho các bác cực kỳ đảm bảo luôn. Trộm không thể mở khóa được luôn, không thể mở khóa cũng không thể cắt được. Cực kỳ an toàn luôn các bác ơi.
các bác nào dùng để khóa cổng khóa cửa thì cực kỳ an toàn rồi. 230.000 con khóa Đức này cực kỳ chất luôn các bác ơi, khóa Đức 230.000 cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi, chống cắt này, thép chống cắt, thép siêu bền chống cắt luôn, làm bằng hợp kim này, thân vỏ được làm bằng hợp kim mạ đồng các bác, đảm bảo độ thẩm mỹ và độ chắc chắn cực kỳ cao luôn. 230.000 con khóa Đức này đây, tặng kèm 4 chìa khóa nha, 4 chìa khóa dự phòng cho bác luôn đây, cực kỳ chất luôn các bác ơi, nhập khẩu từ Đức luôn các bác, nên các bác yên tâm đảm bảo về chất lượng của sản phẩm. 230.000 con khóa Đức này đây, cực kỳ xịn luôn. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho bác trong ngày hôm nay là con đèn đội đầu wifi nha. Con này có mã sản phẩm là đèn wifi nha các bác ơi, cực kỳ xịn luôn. Đây em test độ ánh sáng của nó cho, đây là chế độ cốt nha các bác. Đây muốn thay đổi chế độ thì các bác cứ xoay xoay thôi, xoay theo chiều kim đồng hồ là nó sẽ tự động chuyển thành pha, cực kỳ xịn luôn. Đây các bác còn sao đây, cực kỳ sáng luôn các bác ơi. Đây, siêu sáng, đèn siêu sáng luôn các bác ơi, đèn siêu sáng và có rất nhiều chế độ nha, đèn sáng mạnh, sáng yếu này, nháy này, cực kỳ xịn luôn. Và một chức năng wifi của nó đó là chức năng cảm biến nha, chức năng cảm biến đó là cái nút này, đây nút này các bác ơi, các bác chỉ cần bật lên thôi. Rồi bật lên chỉ cần lướt qua là nó tắt, lướt qua nó bật, lướt qua nó tắt, lướt qua nó bật, cực kỳ xịn sò luôn các chức năng cảm ứng mà. Đây các bác không sử dụng nữa thì các bác có thể tắt đi, đây tắt đi, ấn nút đấy luôn nha các bác. Cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Rồi và cốt siêu xịn luôn. Rồi, lướt qua là tắt, lướt qua là bật, lướt qua là bật, cực kỳ xịn luôn. Đây, muốn tắt chế độ đó thì cứ ấn nút giữ các biểu tượng wifi đây là có thể tắt đi được rồi, cực kỳ xịn luôn. Rất nhiều chế độ nha, sáng mạnh này, sáng yếu này, nháy này, cực kỳ ok luôn các bác ơi. Bên em bán giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000 con đèn đội đầu wifi đây. Các bác lên cho mã sản phẩm là đèn wifi 180.000 đến từ Nhật nha các bác. Đây các bác còn xa đây, made in Japan này, con này đến từ Nhật luôn các bác, cực kỳ chất luôn, hàng siêu xịn luôn các bác ơi. 180.000 con đèn wifi đây, thu phóng pha cốt, chế độ cảm biến khi có bàn tay chạm vào, cực kỳ chất luôn. 180.000 thôi con đèn wifi, hàng siêu xịn nha, pin của nó thì chạy khoảng 4-5 tiếng thoải mái nha các bác ơi, cực kỳ xịn luôn, pin siêu bền, led siêu sáng. 180.000. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác đó là con mic không dây nha. Con này kiêm, con này có chức năng cả loa cả mic nha các bác ơi, cực kỳ xịn sò luôn. Cái công tắc bật của nó ở đây. Đây các bác chỉ cần giữ lì thôi, đó kêu thế là được rồi, đó là tự bật rồi. Đây, em sẽ kết nối cho các bác nha, kết nối cho các bác xem nha. Đây, đây nha, tên của nó đây nha, tên của thiết bị là KMC500 nha các bác ơi, KMC500 nha các bác ơi. Rồi ấn kết nối đi. Con này thì kiêm cả loa cả mic nha các bác, cực kỳ xịn luôn. Rồi em sẽ mở tí nhạc cho các bác xem nha. Cực kỳ xịn nha các bác ơi, cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Đây con này kiêm cả loa cả mic nha, các bác có thể nghe được ở màn hình các bác đấy. Con này kiêm cả loa cả mic, các bác hát karaoke thì thoải mái luôn, cực kỳ chất luôn nha các bác ơi. Con này chống dè loa nha, dù có để gần thiết bị cũng không kêu nha các bác ơi, để gần thiết bị phát cũng không kêu nha. Pin cực kỳ trâu luôn các bác ơi, pin cực kỳ trâu luôn các bác ơi. Hàng này hàng Nhật nha các bác, nên đảm bảo về chất lượng. Đó, tắt đi bật lên chỉ cần dí lì nút nguồn thôi là được, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Bên em đây, đây là cổng sạc của nó nha, cổng sạc nó. Còn cái này có thể cắm tai nghe, cắm tai nghe và cắm bị cắm sạc dự phòng vào đây được luôn nha, cắm tai nghe và sạc dự phòng được luôn. Đây là chân sạc nó, chân sạc lại, chân sạc tai chi nhá, cực kỳ chất luôn. Pin của nó thì dùng khoảng 4-5 tiếng thoải mái. Con này hãng JBL nha các bác, cực kỳ xịn luôn. Các bác lên cho mã sản phẩm là mic không dây. Bên em đang bán với giá là 380.000, cực kỳ chất, kiêm cả mic cả loa nha, hát karaoke thoải mái luôn, cực kỳ xịn, rất phù hợp cho những chuyến đi chơi du lịch mà ở ngoài bãi biển hoặc ở những nơi không có nguồn điện, cực kỳ xịn luôn. 380.000 con loa
con loa cộng mic này đấy. Bọn em ký hiệu sản phẩm là mic không dây. Các bác lên cho mã sản phẩm là mic không dây 380.000. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác đó là con máy massage. Máy massage đến từ Nhật Bản nha các bác ơi. Cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Đây. Thân máy của nó đây, cực kỳ chất nha các bác ơi. Đây. Cực kỳ nhiều chế độ, để em sẽ test khả năng rung của nó cho các bác nha. Đây, cực kỳ xịn nha. Đây, quay ở chế độ thấp nên là nó không quay hết được tốc độ của máy rung đâu các bác. Đây, tăng dần cấp độ lên. Đấy mới có, mới đang ở cấp độ 2 thôi. 3 4 5 chế độ nha các bác ơi. 5 chế độ rung cực kỳ mạnh luôn các bác. Cực kỳ mạnh luôn các bác ơi. Rồi, các bác nào có tuổi rồi, tuổi cao rồi thì hoặc xương khớp nó hay đau nhất thì nên sở hữu em nó. Cực kỳ chất nha, massage cực kỳ sướng nha các bác ơi. Rồi, cực kỳ nhiều 5 chế độ nha các bác. Chế độ 1 2 3 4 5. Cực kỳ xịn luôn, rung chậm. Dùng chậm nhanh chậm theo chế độ nha. Kỳ chất luôn. Bên em bán với giá là 320.000, bao ship luôn các bác ơi. Máy đấm, máy xoa bóp này đây, máy massage cực kỳ nhiều luôn. Đây nha các bác ơi. Tặng kèm cả 4 đầu massage nha các bác ơi. 4 đầu massage và một dây sạc. Đây, dây sạc sạc nhanh nha các bác ơi. Cực kỳ chất, sạc ở đằng sau này đây. Cực kỳ chất luôn các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Hàng Nhật bãi, cực kỳ chất luôn. Bên em bán với giá là 320.000. 320.000 bao ship máy massage. Các bác lên cho mã sản phẩm là máy massage 320.000 bao ship luôn các bác ơi. Cực kỳ chất, các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Có trục trặc gì em sẽ một đổi một trong vòng một tháng khi các bác yêu cầu, cái lỗi nhà sản xuất. Cực kỳ xịn luôn. Bên em sẽ test trước khi gửi đi nên các bác cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm. Cực kỳ chất luôn, 320.000 bao ship. Pin thì sử dụng cả ngày không hết luôn. Sử dụng liên tục khoảng 7 tiếng không hết. Cực kỳ chất luôn. 320.000 bao ship máy massage đây, cực kỳ chất luôn. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác đó là con ổ cắm U1 đây, con dây ổ U1 cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây, con này thì sử dụng điện 220V bình thường nhá, Nhật Bản nha các bác, made in Japan đây. Cực kỳ chất đây. Con này thì có một ổ 220V và hai ổ sạc, hai cổng sạc USB sạc cho điện thoại nha và các thiết bị điện tử. Có đèn báo điện vào luôn các bác ơi, cực kỳ chất. Dây của nó dài 1 mét nha các bác ơi. Dây dài 1 mét, cực kỳ xịn luôn. Đây, có một ổ 220V và hai ổ USB dùng để sạc cho các thiết bị điện tử, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây, em giới thiệu thêm là các bác là dây sạc đa năng cũng đến từ Nhật Bản nha các bác ơi. Dây sạc đa năng cũng đến từ Nhật Bản nha. Đây, dây này thì thu vào cực kỳ nhỏ gọn nữa các bác ơi, cực kỳ nhỏ gọn nha. Kéo dài dài 1 mét nha. 1 mét nha các bác ơi. Đây, gồm 3 cổng sạc iPhone, Samsung và Oppo nha. Cực kỳ chất, cực kỳ xịn luôn. Khi mua kèm ổ sạc của điện U1 thì bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Và có giá chỉ có 220.000. Ổ U1 là 130k và dây sạc là 90.000. Tổng hai sản phẩm là 220, em sẽ bao ship cho các bác luôn. Các bác mua combo này U1 cộng sạc thì bên em sẽ bao ship cho các bác luôn, 220.000 bao ship. Đây, ổ U1 cộng sạc cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây, hàng Nhật Bản nên là các bác cứ yên tâm về chất lượng của sản phẩm, cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Đây, cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Dây ổ U1 130 và dây sạc 90.000. Mua hai sản phẩm vào thì bên em sẽ bao ship luôn các bác ơi. Ổ U1 130 nha các bác, dây sạc là 90. Khi mua combo sản phẩm U1 cộng sạc thì bên em sẽ bao ship các bác luôn, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Tiếp theo muốn giới thiệu cho các bác là con ổ cắm này đây, con ổ cắm vàng này đây, cực kỳ chất nha. Con đèn báo điện vào này và 4 ổ đều là ổ 220V nha các bác, gồm một ổ tiếp âm và 3 ổ thường chống giật nha các bác ơi. Cái này chống giật nha các bác. Con này đến từ Nhật Bản nha. Đến từ Nhật Bản nha các bác ơi. Đây, made in Japan đây, các bác quan sát đây. Cực kỳ xịn luôn. Made in Japan đây. Con này thì được làm bằng nhựa siêu bền nha, nhựa siêu bền nên các bác cứ yên tâm về độ cứng của nó nhé. Thì em sẽ test cho các bác xem luôn. Em test cho các bác xem. Đây. Đập không hề xi nhê nha các bác ơi. Đập không hề tạo ra vết xước luôn, cực kỳ xịn luôn. Đây, ổ điện vàng này đây, cực kỳ chất nha. Có đèn báo điện vào và 3 4 ổ 220V.
một ổ tiếp âm và ba ổ chống giật cực kỳ chất luôn các bác ơi. Bên em đang bán với giá chỉ có 100.000 một ổ thôi. Ổ điện vàng 100.000, chống giật có đèn báo điện vào và ổ tiếp âm cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Con này thì ăn lẩu thoải mái luôn, cực kỳ chất. Các bác chỉ cần sử dụng dây nguồn to một chút thì các bác ăn lẩu không sợ bị nóng ổ hoặc nóng dây luôn các bác ơi. 100.000 thôi, 100.000 con ổ vàng này đây, cực kỳ xịn luôn. 100.000 thôi, con ổ vàng. Các bác lên cho mã sản phẩm là ổ vàng 100.000. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Phạm Huấn. Các bác nào cần mua hàng hoặc cần tư vấn thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên em tư vấn 24/7 cho các bác. Các bác xem video thì nhớ để lại cho em một nút like, một nút đăng ký kênh ủng hộ bên em. Và các bác nhớ bật chuông thông báo để những khi lần sau video em lên thì sẽ thông báo về máy cho các bác. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai.